Để xem coi mấy bạn cung sư tử có đem lại đúng may mắn rồi, cho mình mấy nữa bạn nha. có đem mấy bạn may mắn chưa? Yo, what's up? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV đây bạn ơi. Và kế mình chính là Sammy Đào. Dạ. Và phòng kế bên mình đó chính là Đậu Mập. Đậu Mập Chui Idol, Đậu Mập Chui trở lại. Như các bạn nào vẫn còn nhớ bé Đậu thì bé Đậu cách đây hình như là khoảng mấy tháng á, mình có làm cái vlog đưa bé Đậu về nhà. Thì bé Đậu bé tí tẹo rồi, nhưng bây giờ mấy bạn coi bé Đậu nè. Trời ơi. Bự chưa? 10kg nha các bạn. Nặng 10kg nha. Nặng nó nổi mà rớt con baby chi của tôi luôn. Thì ngày hôm nay như các bạn đã đọc tiêu đề thì chắc bạn cũng biết rằng là mình với Sammy sẽ làm gì đúng không? Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ phục thù cho Sammy. Bởi vì lần trước Sammy mở cái gói baby chi á ra tiền mấy con xấu không à, đúng không sao? Rồi, tôi bây giờ tôi muốn nó ra được con nhân mã. Nhân mã hả? Con trên hình nè, người ta đang săn con trên hình thôi. Mà phải hai mắt đẹp luôn đúng không? Khó quá, không biết nữa. Ok, đó, nói chung là ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng mở được con gì đó xịn xịn cho Sam đó để mắt đẹp là được rồi, tôi không quan trọng con gì hết, mắt đẹp là được. Mắt đẹp là được không? Săn mắt cũng hoàng đạo. Đó. Đừng có mắt lé là được đúng không? Đừng có lè khe là được. Ok, được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox để coi coi ngày hôm nay chúng ta sẽ mở ra được cái gì nha các bạn. À mà quên nữa, lần trước tôi có hứa với các bạn là sắp tới sẽ có vlog của bé mèo bé mới của tôi. Nhưng mà bởi vì là do là tôi chưa edit xong cho nên là hôm nay chúng ta unbox trước đi, còn clip bé mèo thì ngày hôm sau có nha. Ok. Rồi thôi không nói nhiều nữa, bây giờ unbox luôn nha các bạn. Trời, tôi háo hức lắm xui. Ê, đậu đậu đâu, đậu đâu, đậu đâu. Đậu ơi. Nè, đó nó nghe cái là nó thích unbox rồi đó. Đậu một hộp nha, đậu một hộp. Hộp nha. Trời ơi, cái gì vậy? Tưởng đồ ăn cái gì nè. Đây là đồ ăn cái đậu. Nó lè lưỡi luôn kìa. Ở đằng sau lưng tôi có để cái hộp baby chi 1000%, cái hộp này tôi chưa unbox, sắp tới sẽ unbox cho bạn coi nữa. Yeah. Nhiều baby chi ghê không các bạn? Nhà tôi là dường như không thiếu gì ngoài baby chi luôn á, tại vì là nó đang hot đó bạn, nên làm bọn tôi thích sưu tầm nữa. Rồi ok, bọn mình đã mở xong cái hộp baby chi gọi là cung hoàng đạo của chúng ta ở đây và vẫn là 6 hộp mấy bạn. Tôi tính mua 2 hộp lần nhưng mà Sam cản tôi, Sam kêu là thôi mua 1 hộp thôi được rồi. Đúng mua 2 hộp nhiều quá đó. 2 hộp nhiều quá cho lúc này xui. Đúng rồi, Sammy muốn tiết kiệm tiền cho tôi các bạn. Rồi bây giờ xin mời Sam chọn 1 hộp đi. Rồi. Mời Sam chọn 1 hộp. Tôi thấy hộp giữa luôn. Hộp giữa à. Rồi mời Đậu chọn hộp. Rồi, Đậu, Đậu hộp nào? Đậu hộp nào? Chọn hộp nào, chọn hộp nào? Hộp nào? Lựa đi. Hộp nào? Lựa lưới, lựa đi hả? Rồi, đó, hộp này, đó, đậu này. Đậu chỉ mũi hộp này. Rồi, ok, rồi. Ok, rồi, đậu vậy phong hộp này nha. Rồi, rồi, ok. Ok, vậy mình bỏ qua góc. Rồi, rồi anh đậu rồi, cho anh đậu vô. Đậu rồi là anh bóc trước đi anh đậu. Đậu cho trước đi. Rồi, phù phép okay. Đi đậu, phù phép đi. Phù phép đi đậu, phù phép. Rồi, mở ra cho đậu coi là cái gì nè. Rồi, đậu. Đồ chơi mới của đậu nè. Đúng rồi, đồ chơi mới của đậu. Đồ chơi mới của đậu nè. Cố lên. Không nhìn thẻ nha, không nhìn thẻ nha. Rồi. Rồi, đậu mà đây. Ra mắt xịn là thôi, thua luôn á. Liệu rằng đây sẽ là gói cung hoàng đạo vơ 1 hay vơ 2? Đậu là sinh ngày 1, à lộn, ngày 6 tháng 1. 6 tháng 1, ngày... À, ngày 1 tháng 6 là cung gì ta, cung gì ta mới không biết. 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi. Ờ, cái cung gì, ê thơm nè. Rồi, đậu, xé, phụ, phụ. Đúng rồi, đúng rồi. Ui, 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 cắn đây nè, đậu cắn đây nè, đậu cắn đây nè. Cắn vô. Cắn rồi nè, cắn rồi nè, cắn rồi. Đó, cắn rồi. Rồi, còn gì đây, cung gì đây? Gì đây, gì đây? Một cái. Oh my god. Ủa từ từ phải không ơi? Ủa khoan. Từ từ con gì đây? Ô kim ngư hả con trâu? Ô set 2 ơi. Set 2, set 2. Trời ơi con ơi, cái này là set 2 nha. Ôi. Ô sao vậy? Rồi, bắt gì đây? Lần trước là Sim với Kai với Sam mở là set 1 vô cùng gọi là gì ta xui luôn các bạn. Ê hên nha, đậu ơn nha. Con này tôi mở được set 2. Ê, con là kim ngư đúng không? Kim ngư đúng không? Trâu đúng không? Rồi mắc gì đây? Đậu ơi, mắc gì đây? Cái này là cung gì các bạn? Các bạn cho mình biết nha. Rồi cho đậu nha. Rồi mắc gì đây? Mắc gì đây? Mắc gì đây? Mắc lé. Bây giờ mắc lé cho ăn đậu rồi, giờ cho ăn nè, đó đi, đó thích khoái liền. Rồi đi luôn. Rồi, đi đậu luôn. Mắc lé thôi cho đậu lé đây, đi. Đây đây đây, của đậu nè, cho đậu. Đó, đó cho đậu. Đậu xui quá. Đó thích lắm. Đậu xui quá, đậu đừng mắc lé đậu. Đem đi chơi, đem đi chơi đi. Thôi, đậu phá hư rồi. Rồi đó, rồi. Rồi, rồi một em. Cũng được. Nói cũng chung là được vơ 2 là ngon rồi. Đúng rồi, trời ơi đạo quá. Rồi tép 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 lượt mẹ Sam nè. Ồ rớt 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 rồi. Rồi, phù phép đậu từ từ cho đậu phù phép đó. Rồi, ủa con bé đó. Cảm ơn đậu nha, ra set 2 là ngon rồi, có thể là ra được rồi, vậy ta con cũng nhân mã bạn ơi. Rồi. Trời ơi, đã nha, có đã, set 2, thích rồi. Rồi. Cái hồi hộp ghê, nó không biết con tiếp theo là con gì á. Con gì đây? Gì đây? Nó thích nè. Rồi. Con gì đây? Con gì đây? Con số gì đây? Mau 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 mau. Ô, thiên bình, cây thích lắm, đúng không? Thiên bình, thiên bình, thiên bình. Cung quá cây, trời ơi. Xanh lá cây thiên bình.
Rồi mắc gì đấy? Mắc gì? Mắc gì? Mắc gì đâu? Mắc gì đâu? Đồ nhìn nè, đồ nhìn nè. Trời ơi, cái drone gọi điện khoe cái liền. Gọi điện khoe cái liền. Trời ơi, cay ơi. Gọi điện khoe cái đậu đi, khoét đậu đi, khoét đi. Đúng quá cay luôn. Đậu xui quá, đậu mở được mắt lé đậu xui. Gọi điện liền. Rồi ơi. Từ từ gọi điện liền. Mình sẽ gọi điện cho Caron để khoe nha các bạn. Đây. Alo. Dạ. Alo. Caron đâu rồi nhờ? Caron đâu rồi? Caron đâu rồi? Dạ. Caron đây đây, gọi điện cho Caron nè. Rồi ok, cay ơi. Thấy gì không cay à? Mắt rưng. Yên bình mắt rưng cay ơi. Trời ơi. Cay mắt rưng cay ơi. Thiên bình mắt rưng cay ơi. Cay làm gì vậy? Cay làm gì? Cay làm gì vậy? Cay làm gì vậy? Cái lại luôn. Rồi bạn ơi, cái xăng của mày dữ lắm. Trời ơi. Trời ơi, được xếp B luôn em ơi. Đáng khủi nè. Đây, tôi mở được thêm một con này là con gì? Chắc chắn sẽ có bò cạp luôn á. Sẽ có bò cạp, trời ơi. Chắc chắn sẽ có bò cạp luôn á. Rồi, lật tiếp nha, vậy nha. Rồi, có gì? Rồi, tôi mở đây. Cắp thôi kìa bạn, mẹ cắp. Đi xuống phòng mình chậm á. Hả, gì? Đi xuống phòng chơi xíu nha. Giờ xuống hay bây giờ hay tí nữa? Chút nữa, đang đi tắm. À ok à, ok tắm. Ok vậy nha ba nha. Rồi ok. Trời ơi, bạn không biết đâu, Caron mua 4 bắt để được cái con này mà không ra. Đúng rồi, Caron là mua quá trời luôn mà Caron không ra. Tam bỏ một phát ra. Trời ơi. Mắt luôn. Trời ơi, mắt ướt luôn đây nè. Trời ơi, đẹp dễ sợ chưa? Ok, tôi được phòng. Nhưng mà nó ê hên quá à. Tao thấy tôi hên chưa? Tôi thấy hên quá, cái bắt này hên quá à. Được ngay cái bắp xịn luôn các bạn. Đây. Ờ, bắt này mình thấy bắt B này là bắt rất nhiều con xịn. Thật sự luôn. Tiếp theo là con gì đấy? Con gì đây? Con gì đây? Màu. Ô, con sư tử. Một con sư tử. Sư tử ai cùng sư tử? Sư tử ai cùng sư tử cho mình nha. Sư tử của mình liền. Rồi. Sư tử. Để xem coi mấy bạn cùng sư tử có đem lại đúng may mắn rồi, cho mình. Mấy bạn có đem mấy bạn may mắn chưa? Mình đã phục thù cho Sam được rồi. Mình đã phục thù cho Sam. Gọi nè. Gọi liền. À chụp. Không gọi đi, gọi cái cho hết cái trời ơi. Gọi. Làm phiền tiếp. Rồi. Ê làm phiền cái được không? Làm phiền cái. Rồi. Trời ơi. Sammy la ông sầm rồi. Tôi nè. Khoái. Ôi đẹp. Ôi đẹp khùng luôn. Nhìn nè. Ôi gì mà hên dữ vậy trời. Sách bê nè. Ôi rung tay luôn á. Ôi vậy là vẫn còn những con khác xịn vẫn hơn còn, hả? Vẫn còn. Một mắt rưng, một mắt hai màu rồi. Trời ơi. Rồi, ba bắp cuối cùng nè. Ê đạo quá à. Cái gì vô mạnh quá nè. Rồi còn ba con nữa. Rồi tí tôi bắt xong. Cái cam coi luôn, mình để điện thoại cho cái coi luôn. Thôi, người ta đi tắm. À, đi tắm. Thôi, vậy nha. Đang lấy căn tắm cái gọi liền. Trời ơi, đi tắm thôi vậy nha, khoe thôi. Ok. Trời ơi, cái gì vậy trời? Con gì ai vậy? Quá xịn, rồi ok. Ôi, hóa ra đậu phù phép đỉnh quá. Đậu phù phép đỉnh quá à. Đậu phù phép đỉnh. Đậu. Cảm ơn đậu nha đậu. 10 điểm, tí cho thượng cục ba tiền. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến bóc tiếp theo. Trời ơi, hét mệt quá. Bóc cuối cùng này vẫn là bóc của đậu nha. Đó, đậu thì đi. Chắc chắn nó sẽ có những cái con giống như là nhân mã bạn, cung bò cạp. Đó, cung bò cạp tụi tôi cũng đang rất là xanh. Tôi đang chờ con cung bò cạp. Em cái chân này. Trời ơi, cái bóc gì đâu mà sao hên dữ vậy trời. Rồi, các bạn biết sao không? Mình bắt 4 bóc không ra được con mắt này luôn nha. Con này cực kỳ hiếm luôn á. Rồi. Sao phi la ông sầm mà. Tôi thích mắt này lắm luôn. Tôi sợ hàng xóm qua máng vốn quá. Tôi thích mắt này lắm. Rồi. Mở đi. Đúng rồi. Tôi thích nhân mã, tôi thích cái con trên hình như này nè. Đó. Ok. Có lẽ là con bò cạp không? Con tiếp theo sẽ là đang viết hình nha, đang viết hình nha. Đang viết hình luôn á bạn. Rồi. Sư tử rồi, ủa, sư tử sư tử nè. Rồi. Hồi nãy tưởng này là sư tử nhưng mà không phải, cái này là con kim ngưu. Kim ngưu đúng rồi, con là con gì ta? Này là con gì? Con cá hay sao á? Không, con cá có cái sừng kìa. Các bạn ơi, con này con gì các bạn? Con mình có biết nha. Rồi. Rồi. Sư tử nè, sư tử nè. Sư tử nè, ai cung sư tử ra tay nè. Sư tử nè, mắt gì đây nè, mắt gì đây nè.
gân nữa. Ê, hên quá vậy, bắp này hên quá vậy. Trời ơi, cái bắp này của tôi hên dữ vậy. Hai rương, một mắt hai màu, một mắt lẻ. Trời ơi, ghê quá. Sầm la bé bé, hàng xóm mang vô. Nó nổi. Hàng xóm mang vô. Thôi đẹp quá đẹp quá Đẹp đẹp, cái bộ bắp này xịn các bạn ơi. Bắp này xịn quá đẹp quá Rồi rồi, sẽ được phong. Tôi đang không chờ bò cạp của tôi đây. Bò cạp lắm. Thôi hình như là chắc chắn là bắp này của Phong sẽ ra những con còn lại á nhờ. Bò cạp hoặc là kim ngưu. Bò cạp kim ngưu, ui biết đâu xích thịt luôn trời. Ui ra xích thịt nữa thì. Trời ơi, nó chịu luôn á. Xích thịt nữa là cái bắp này hơi bị xịn luôn á. Bắp này là quá xịn rồi, bắp này là quá xịn rồi. Trời ơi, để cho nó đứng được không? Mấy con này nó lăn lăn khó chịu quá. Cái này nó tròn, nó không có đứng tròn được. Tròn quá mấy bạn. Bóp gì đây, bóp gì đây là bóp gì đây, bóp màu gì rồi. Đây. Màu gì vậy? Màu. Ồ, màu xanh. Màu à. Ủa từ từ, con này. Con này là con à. Con gì? Nhân mã rồi. Nhân mã hả? Rồi, đúng không? Nhân mã. Nhân mã. Nhân mã có cái nhân mã đúng không? Yeah. Ôi, nhân mã bạn ơi. Nhân mã nè. Nhân mã trời ơi. Mắt gì nha, mắt xanh gì nha. Con này cực luôn. Nhân mã, con mắt gì nha, con trong mắt nè. Ôi, cái thật ra nó đẹp á. Gì vậy? Lẽ, thôi cũng dễ thương. Rồi, dễ thương quá rồi, bắt lẽ cũng được, dễ thương. Nói chung là hôm nay là mở được mấy con này là xịn quá rồi. Đúng nên rồi, là mà con này không sao. Không ra mình thật ra nó còn dễ thương. Nhân mã đẹp, nó dễ thương, thật sự luôn, nhìn nè, cưng chưa. Một cái trái tim nè, nguyện sao xét. Đây, bóng cuối cùng nè. Cuối cùng rồi tôi. Từ từ, bóc cuối cùng này cuối đầu. Không phải là của Sam được, đúng không? Sam phải chừa cho đậu chứ. Đậu rồi, công này. Anh đậu đâu, anh đậu đâu? Đậu như là một á. Đậu, phù phép cho ba lần này hay ra sức lực nha. Đậu hay quá. Rồi, ok. Ok, tuyệt vời rồi. Rồi, một là ra xích rịch, hai là ra con bò cạp. Tại cái hai này Phong thích đúng không? Ok. Phong thích nào nhất? Xích rịch hoặc là cái gì? Con bò cạp, nói chung là cạp. Tại vì ra mắt hai màu cũng hai con đều đẹp, bò cạp cũng đẹp các bạn. Đó, rồi. Gì đây? Không biết con mở ra mà màu tím hay là bò cạp, không phải màu tím hay là không phải bò cạp. Phải màu tím không? Ôi, màu đen mà. Màu đen tím, đen tím. Con bò cạp rồi, con bò cạp rồi nè. Mắt gì đâu ơi, mắt gì đâu ơi. Mắt gì đây nè đâu ơi. Mắt gì đâu ơi. Mắt. Hay quá đậu. Đậu quá dễ sợ luôn. Trời ơi, cảm ơn đậu nha. Đậu ơi, cái bóc gì đâu mà nó đẹp dữ ế đi trang hình luôn các bạn. Đó, đây đưa ra nè. Trời ơi. Thu phục cái gì đây? Đầu tiên chính là một em kim ngư nha các bạn. Đó. Mắt hai màu nha. Mắt hai màu cực kỳ xịn nha. Giỡn gì trời, đâu ra con này khó lắm các bạn ơi. Bạn nào cung này thì comment cho mình dưới cho mình biết nha. Ok. Trời. Tiếp theo nữa là hai em mắt lé. Thì nói chung là hai mắt lé này vẫn đẹp. Đó, cung là... ai là cung nhân mã gì đây, từ cung nhân mã comment nha. Còn cung này cung gì? Cung này là cung gì mình không biết. Quên rồi. Ok. Rồi, ai cung sư tử mắt rơn comment nha. Trời ơi, cung này là thứ dữ nè, cung bò cạp mắt Dora nha. Ai cung bò cạp. Trời ơi. Ok. Rồi còn con này là cái gì? Trời ơi. Cung bảo bình, bảo cái bình. Thích lắm. Cái này là cái len trộn nè, giờ cái có lại lục giờ không phải làm sao nha. Giờ ví dụ mà cay mà gọi là cái quỳ cái tay. Ờ, chắc là cay đến cuối con này các bạn thật sự luôn mà nghe thế nào. Tí là lên quay bạn nút cái. Con này tí nữa là mình lên mình sẽ đổi với lại con xích rịch mà thần tài của cay nha các bạn. Trời ơi. Quá trời, quá không đuổi, chắc là cao không chịu đâu. Đúng rồi. Ừ, thì lần trước các bạn có coi video của Sam thì Sam đã mở được gọi là gói 1 cho nên là mấy con giống nhau, giống nhau hết. Rồi còn lần này mình mở được gói 2. Trời ơi. Quá đã luôn, mấy con mới không luôn. Trời mắt hai màu nữa chứ, trời ơi bạn ơi, bắt 4 bắt mà không ra được cái gì hết trơn, cái bắt này nó quá đẹp, tàn canh luôn. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi và mình cũng đã phục thù được Sammy ra được những con V2 rất là xịn cho Sam đó. Ok, thì được cái mắt hai màu nữa Sam cực kỳ thích luôn các bạn. Đó, ok. Còn bây giờ mình nghĩ rằng là video đấy cũng rất là dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu các bạn nào thích video này đừng quên hãy kéo xuống bên dưới như nút like, đăng ký kênh và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha. Và sắp tới sẽ có vlog của bé bé mới cho các bạn hãy nhớ đón xem nha. Quay lại bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.